Trông có vẻ như là team bạn là thích va chạm anh em nhỉ. Dẫn cả Fasa ra đây. Hình như tôi vừa thấy có đứa trung giáo của Moscow. Là con Fasa này thích Tiva. Đến là đòn. Mạng của Fasa. Úi dồi, các ông đánh tôi nữa đi. Không chế lấy đâu ra. Không có không chế hả? Double kill này chạy đâu? Ông đã va tôi sao ông lại còn đổi chạy? Triple kill anh em ạ. Úi dồi, easy. Đây rồi, ở đây là có Granger, Lancelot với cả Alucard. 3-4 này thì không có khống chế anh em ạ. Úi dồi ôi, tôi va được anh em ạ. Công nghệ va. À, úi dồi ôi, không sao hết, hết khống chế rồi đúng không? Thế thì đánh tôi đến, đấy, đúng rồi, các ông thích va đúng không? Thích va đúng không? Lùi ra một nhịp đã anh em này. Bởi vì bọn nó chạy về gần trụ. Cái tình huống là xong không có trụ là tôi vào luôn anh em ạ. Như tình huống này anh em này. Về hỏi thích thì va. Va vì chúng tôi. À, con pha xa này hết hiệu khống chế tôi rồi đúng không? Thích thì va. Úi dồi ôi, nãy tôi đang cân 4, bây giờ là cân 2. Úi, bây giờ lại cân 3. Hiệp 2 đúng không? Được, tôi cân được anh em ạ. Va đi các ông. Không có khống chế đúng không? Không có khống chế thì các ông phải gọi tôi một tiếng bố rồi. Rồi, bây giờ đã là hiệp 4 chưa? À, vẫn đang hiệp 3. Thế thì chơi anh em ạ. Hiệp 4 nhá. Tôi thấy các ông lùi ra một nhịp tôi đang ok hiệp 4. Ok, tôi lùi ra một nhịp để tôi chuẩn bị này. Rồi, vào hiệp 4. Úi dồi. Alucard, Lancelot, Granger phải gọi tôi một tiếng bố hết câu ạ. Không có khống chế thì khe lịch thì bố của mọi vị tướng luôn rồi anh em ơi. Sun rises when I give the word. Ayo, what's up, xin chào anh em đã quay trở lại với Thế giới Mobile Legends ở channel của Tô Mỡ. Để mà cùng đến với gameplay về Kaelin ở mùa giải thứ 28. Đây là một trong những cái vị tướng đấu sĩ rất mạnh nhưng được cái là không có được cái vẻ đẹp phù hợp với cộng đồng Mobile Legends ở khu vực Đông Nam Á cũng như là khu vực châu Á, cho nên là khu vực Đông Nam Á thôi, vậy nhầm anh em ạ. Cho nên là cái con tướng này khá là ít được chơi. Nhưng cái sức mạnh đến từ vị tướng Kaelin này là không thể coi thường được, bởi vì như một cái video clip mà Mỡ đã làm cách đây vào buổi sáng cùng cái thời điểm mà cho ra mắt cái video clip về Kaelin này, thì anh em đều biết được rằng là cái sức mạnh của con Kaelin ở giai đoạn đầu game, khi mà cái vị tướng này dùng chiêu 1 lên một mục tiêu là rất đau. Chỉ cần một lần anh em dùng chiêu 1 là hoàn toàn có thể lấy đi được hơn 1/2 cây máu của kẻ địch rồi. Và khoảng tầm 5 giây sau là cái skill này nó sẽ hồi, thì nó hoàn toàn có thể gọi là tiếp tục đánh nhau. Như ở trong trận đấu này, team bạn để cắt cử cho Lancelot đi đường kinh nghiệm đối đầu với cả Tô Mỡ. Lancelot này thì anh chàng này chỉ có đứng ở trong nhà thôi. Máu anh ta là 2600-2700 đi. Một xoay anh em này, xoay này. Nó không cho Mỡ xoay anh em ơi. Nó dùng cái kiếm trận hồng với cả dùng cái đâm kiếm để dọn lính nhanh quá. Mỡ không thể nào có thể gọi là lao vào được vị trí của đó là cái vị tướng Lancelot. Thôi đi, chờ đến cái level 3 có được cho mình đó là cái xoáy lốc đến từ chiêu 1 nó được 2 level. Sau đó ra được giữa đánh nhau thôi anh em ạ. Chứ đứng cái đường dưới gặp phải cái thằng Lancelot chắc nó cứ đứng ôm lên quá. Đây rồi, đứng giữa. Ai sẽ là vật tế thân đây? Đó là pha xạ. Một xoay, hai xoay, ba xoay, bốn chặt. Ui, tí nữa thì đủ đam kết liễu đi được. Đó là cái con Veil anh em ạ. Nhưng hơi đáng tiếc cái tình huống vừa xong là Mỡ không có đủ đam tay và Veil không bị hạ gục. Đấy, nhưng không sao, đã có được mạng đến từ vị trí của pha xa. Trong cái trận đấu này thì cá nhân Mỡ cho rằng là cái con Kaelin này là một trong những cái vị tướng chơi khá ổn ở trong cái trận nào. Anh em biết tại sao không ạ? Bởi vì là team bạn rất ít khống chế. Mà một khi mà đã ít khống chế thì team bạn chỉ có thể gọi là nhìn cái con Kaelin này nó múa xong rồi nó hồi máu trong vô vọng mà thôi. Anh em nào mà chưa biết được bộ kỹ năng của cái vị tướng đấu sĩ Kaelin này thì Mỡ sẽ chia sẻ cho anh em ngắn gọn anh em nhá. Đầu tiên, chiêu 1 của Kaelin, anh ta sẽ xoáy lốc 3 lần. Miễn là có mục tiêu ở đây là tướng hoặc là quái rừng, gây 3 lần sát thương. Và dĩ nhiên là những cái lần gây sát thương về sau là đau nhất anh em ạ. Như xoay lại cho anh em xem này. 1 xoay, 2 xoay, 3 xoay. Úi dồi ôi, đơn giản không các ông? 3 xoay là có mạng. Tiếp tục này, tôi lại tiếp tục ví dụ cho anh em này. 1 xoay, 2 xoay, 3 xoay. Xôi. Anh em nhớ là trong lúc anh em dùng chiêu 1 thì anh em phải liên tục dùng cái cần trỏ analog ở phía bên trái của mình để mà kéo skill nhá. Chứ anh em mà dùng chiêu 1 xong anh em đứng yên ý là cái skill này nó không có xoáy lần thứ 2, xoáy lần thứ 3 đâu. Anh em phải dùng cái cần analog và lưu ý là, tức là không phải cần analog mà là dùng cái cần điều khiển bên trái, tay trái của anh em là cái cần di chuyển ấy.
Và lưu ý là trong lúc anh em xoáy lốc như thế, anh em đừng có ấn nút attack, bởi vì anh em ấn nút attack thì nó sẽ đánh thường và đôi khi nó làm trễ mất nhịp của cái con Kelly này. Được chưa? Cách combo của Kelly thì về cơ bản là cái con đấu sĩ này không có cách combo. Đơn giản lắm anh em ạ. Anh em chỉ thấy có cái mục tiêu nào anh em cần xoáy lốc đúng không? Di chuyển một lúc để tích được đầy cái nội tại đến từ cái con Khelit này. Khi mà Khelit có nội tại thì nó sẽ cưỡi cát tăng tốc độ di chuyển, và cái đòn cường hóa tiếp theo đến từ đòn đánh thường của Khelit ý, thì nó sẽ lao vào áp sát mục tiêu. Đấy, như này này. Thì combo của Khelit đơn giản lắm anh em ạ. Combo chỉ cần dùng cho cái vị tướng đầu sĩ này, đó là đòn đánh thường, kích nội tại và sau đó dùng chiêu 1 là được. Còn lại những cái kỹ năng khác như là cái bão cát sa mạc, tức là cái chiêu cuối, và kèm theo đó là cái skill 2 của Khelit thì chúng ta sẽ dùng tùy tình huống. Nếu như anh em không thích áp sát bằng cái đòn đánh thường kích nội tại thì anh em có thể áp sát bằng chiêu cuối cũng ok la. Còn cái chiêu 1 thì cái con Khelit này nó sẽ dùng khi mà cái lượng máu của nó thấp. Nhưng có một cái, chiêu 2 chứ mỡ nhầm. Chiêu 2 của con Khelit này nó sẽ dùng khi mà cái lượng máu của nó thấp. Khi mà anh em dùng cái skill 2 của cái vị tướng Khelit này thì Khelit sẽ rơi vào trạng thái thiền. Đại khái là trạng thái ăn cát, tức là cái skill lưu ra thủ hộ ấy. Kelly sẽ được tăng rất nhiều khả năng phòng thủ và có khả năng hồi máu theo phần trăm lượng máu, hình như là lượng máu tối đa của mình thì phải, hoặc là lượng máu đã mất ý, mỡ nhớ không nhớ lắm. Nhưng mà đại khái là Kelly sẽ rơi vào trong trạng thái thiền để mà hồi máu. Thì ở trong cái trạng thái này thì cái con Kelly sợ nhất là hiệu ứng khống chế, bởi vì nó sẽ ngắt đi cái khả năng hồi máu đến từ vị trí của Kelly. Nhưng nếu như mà kẻ địch mà không có hiệu ứng khống chế thì gần như là cái con Kelly này nó sẽ bất tử luôn, rất khó để mà kết liễu đi được cái con Kelly này. Đây là một tình huống mà mỡ lao vào dồn sát thương, nhưng team bạn đã chủ động lùi về đến từ vị trí của Lancelot và kèm theo đó là Veil. Mỡ không hạ cũng đi được hai thành viên bên phía của team bạn nên là mỡ chạy ra đường giữa. Đứng ở đây xem gọi là team bạn còn có ai ra đường giữa farm không anh em nhá. Khả năng cao là không có rồi. Đường trên mỡ đang thấy có cái con Ranger đang còn tí máu anh em kìa. Mỡ sẽ vi hành lên đường trên, đường dưới là đã có người ở đây, đó là cái vị tướng Ruby đứng thay mỡ rồi. Có mỡ thời điểm hiện tại tầm level 7 là đánh nhau được rồi. Anh em nhìn này, này lao vào kích nội tại đến từ đòn đánh thường này. Xoay này, 1 xoay, 2 xoay, 3 xoay. Anh em thấy chưa? Nguyên cái cây máu của Pha-sa trắng tinh. Cái tình huống vừa xong rất may cho Pha-sa, khi mà cái vị tướng này nó nhiều máu hơn cái combo của mỡ, cho nên là Pha-sa không bị lên bảng điểm số ở trong cái tình huống vừa xong. Và bây giờ mỡ sẽ xuống đường dưới. Đường dưới Ruby đang 1-2. Mỡ có mặt ở đây, có Veil, nhưng tầm này Veil hết võ rồi. 1 xoay, 2 xoay, 3 xoay, đánh thường. Đấy, anh em thấy chưa? Chiêu cuối của chúng ta sẽ là để khi mà kẻ địch nó ở trong cái tầm thi triển đến từ cái chiêu cuối thì chúng ta dùng anh em nhé. Chiêu cuối của cái con Khelit này, nếu như mà chúng ta thi triển lên những cái mục tiêu ở trong trận đấu này như là Alucard, như là Veil, như là Pha-sa thì có lẽ là tương đối dễ dàng, bởi vì đó không phải là những cái vị tướng có khả năng đào thoát nhanh. Nhưng nếu như mà team bạn có Alu, có Ranger, có Lance mà chúng ta dùng skill lên thì nghe chừng nó là hơi khó anh em ạ. Chung quy lại chúng ta sẽ chỉ có thể dùng được chiêu cuối một cách dễ dàng lên Pha-sa hoặc Veil thôi. Nhưng trong tình huống này là Pha-sa lên bảng điểm số, Veil đặt chiêu cuối phong bạo, nhưng mỡ dùng cái lưu gia thủ hộ của mình để hồi máu. Anh chàng Alu đánh không mất máu mỡ, double kill đi từ Veil và triple kill, mỡ hạng cũng đi được Alu cạc lên bảng điểm số, mang về mạng thứ 10 của top mỡ ở trong cái trận đấu này anh em ạ. Úi xồ ôi, cầm cái con Khelit đi đường kinh nghiệm mà phút thứ 60 mỡ hạ gục. Đấy, xanh chín là như thế này. Tại sao một cái vị tướng khỏe như thế này mà cộng đồng Mobile Legends của chúng ta không ai chơi? Tại sao một cái vị tướng khỏe như thế này mà chúng ta lại đi ghẻ lạnh cả xua đuổi anh em nhở? Mỡ thấy rất là buồn cười ở đây. Và một tình huống bắn cái chiêu cuối vũ khúc tử thần đến từ vị trí của Ranger. Nhưng mà có lẽ là anh ta sẽ không thể làm gì được mỡ cả. Mỡ lao lên trong tình huống này, tốc biến đến từ vị trí của Ranger, né đi đam. Nhưng mỡ vẫn áp sát được vào đến từ kích nội tại, kết liễu đi được đó là Ranger. Và sau đó lùi về, không truy kích được vào Veil nữa, bởi vì Veil đã có một cái tình huống anh ta lựa chọn cái tốc độ di chuyển của anh ta là đào thoát rồi. Mỡ quay về phía bên dưới này, dồn ra tường, vào đó là cái vị tướng Alucard. Mỡ món trang bị thứ hai đã cầm cho mình, đó là cái băng thạch rồi, cho nên Alucard bây giờ anh ta chém sẽ không còn khả năng hồi máu. Anh ta bị đạp đến từ vị trí của Bruno và anh ta lết bằng điểm số. Trong khi đó thì phía bên này là mỡ đang thấy có Veil. Veil đang cố gắng đào thoát, la vào 1 xoáy lốc, 2 xoáy lốc, 3 xoáy lốc, đánh thường và chém thêm cái nữa đủ đam, tiễn Veil lên bảng điểm số. Và mỡ vẫn còn được cái lưu gia thủ hộ anh em nha. Chiêu cuối cùng mỡ cũng đã là hồi rồi. Từ từ này, anh em thấy không? Ủa ôi, và thật với anh em luôn, bất kỳ trận đấu nào mà anh em thấy nha, team bạn nó có hai điều kiện là như sau. Thứ nhất là nó không có hiệu ứng khống chế hoặc có ít. Và cái thứ hai là team nó nhiều cận chiến hoặc nhiều máu giấy. Thì anh em pick cho mỡ cái con Khelit này, nó quá kinh khủng và quá khỏe đi. Team bạn chỉ có duy nhất hai thứ có thể phá đi được, đó là cái hồi máu đến từ cái lưu sa thủ hộ của mỡ. Đầu tiên là cái chiêu 1 và kích nội tại của con Pha-sa. Cái thứ hai là có cái
của con Veil, còn lại là hết rồi. Còn lại là team bạn gần như không có một cái cách nào để mà có thể cancel đi được, đó là cái nội tại đến từ cái lưu sa thủ hộ nó hồi máu. Granger đi lạc. Ui, Granger tắt lưng anh em ạ. Mạng thứ 13, chính ra team mỡ trận đấu này mới chỉ ăn được có mỗi 3 mạng thôi các ông ạ. Còn lại thì họ đã phải lên bảng điểm số rất nhiều rồi. Mạng thứ 17 đến từ team mỡ. Nhưng bù lại team bạn vẫn có được những cái sự kháng cự khi mà họ cũng đã kết liễu đi được Kagura. Giao tranh đang ở đường giữa, team của mỡ hạ gục thêm được Bruno. Nhưng ở đây là Lancelot, anh ta đang muốn đào thoát nhưng mỡ bị gặp mỡ xoay. Lancelot lên bảng điểm số, mạng thứ 14 dành cho top mỡ rồi. Cái chạm sát mà mỡ trừng phạt thành công hồi chiêu chỉ còn là 45 giây mà thôi. Và cái game đấu này đúng thật anh em ạ. Anh em có thể nhìn thấy mỡ phô diễn được cái thứ sức mạnh của cái vị tướng Kaelic này, nó quá kinh dị. Thề với anh em luôn, team bạn không có khống chế, đúng kiểu là món mồi ngon cho cái vị tướng Kaelic này nó xoay tới nái luôn. Đấy, cách đây thì một tháng là mỡ cũng đã làm với anh em về video clip của Kaelic rồi. Cái ngày đó mỡ làm video clip về Kaelic thì mỡ cũng có nói với anh em là cái con Kaelic này về cơ bản nó tương đối mạnh. Nhưng có một cái vấn đề mà nó không được chơi ở đây, đấy chính là cái vẻ ngoài của nó không được đẹp trai cho lắm. Không được đẹp trai so với những cái con kiểu như là Veil này, không được đẹp trai so với những cái con đấu sĩ nó mạnh ở meta hiện tại. Không được cool ngầu lắm. Đấy, đây là một cái nét đẹp hơi hướng Trung Đông anh em ạ. Cho nên là nó không phù hợp với thuần phong mỹ tục của anh em chơi Mobile Legends ở khu vực ở Đông Nam Á, ở khu vực Việt Nam nói riêng cũng như là Đông Nam Á nói chung. Cho nên là con này ít chơi thôi chứ con này khỏe lắm anh em ạ. Anh em nhìn nó vào giao tranh kìa. Vào giao tranh hạ cũng đi được, đó là pha xa hỗ trợ kết liễu đi được Veil và lao ra hồi máu với cái lưu xa thủ. Quá kinh khủng và quá khỏe. Lát nữa mỡ mà cầm được cho mình đó là cái áo choàng tiên tri để mà nó hồi máu thì ối dồi ôi, ái giải ai, úi dồi ôi luôn. Phút thứ 9, 15 mạng hạ gục, team bạn bắt đầu đang nghĩ đến cái kết của cái trận đấu này, đó là GG well play. Nhưng như anh em có thể nhìn thấy được là tầm này con Kelly ở trong tay tôi mỡ đánh, có thể nói là mỡ không phải là một cái người biết chơi Kelly lắm đâu anh em ạ. Nhưng mà bởi vì cái con đầu sĩ này nó khỏe quá, cái lối chơi của nó rất là đơn giản. Đấy, nên là anh em hoàn toàn có thể cân nhắc mua về để mà gánh team. Còn nếu như không gánh team thì không sao cả. Với Kaelic cầm chạm sát, anh em hoàn toàn có thể rất dễ dàng để có được những cái mạng hạ gục mà anh em không cần phải làm gì quá nhiều. Chỉ cần áp sát đến từ đó đánh thường kích nội tại, sau đó dùng chiêu 1, hoặc anh em dùng chiêu cuối và dùng chiêu 1. Skill 2 anh em chỉ sử dụng khi mà anh em ít máu và team bạn hết hiệu khống chế, cũng chỉ đơn giản là như vậy mà thôi. Trong lúc mỡ đang trốn đi farm thì team mỡ lại đang đánh tuyệt hay. Phía bên trên là có cái vị tướng Alucard. Alucard đang cố gắng đào thoát. Alucard làm gì đây? Alucard, ô anh ta quay lại đánh nhau 1v1 với mỡ anh em ạ. Theo anh em nghĩ là Alucard quán được mỡ không? Câu trả lời ở đây, mỡ nghĩ rằng là hơi khó. Bởi vì đánh nhau gần hết xong, mỡ lại hồi máu, Alucard hết sạch máu, anh ta bay màu. Alucard chính thức gọi mỡ bằng bố trong cái tình huống vừa xong, bất lực. Đó là những gì mà team bạn, cụ thể đây là cái anh chàng Alucard này đang thể hiện cho chúng ta thấy. Về cơ bản chúng ta đều biết là cái con Alucard là một trong những cái con hút máu rất nhiều đúng không? Nhưng mà con Kaelic nó hút máu còn kinh hơn anh em ạ. Nó có rất nhiều những cái cơ sở để nó hút máu. Đầu tiên là cái diều huyết cuồng, rồi thì skill gây ra bằng hiệu ứng, xong thêm vào đó là cái gì anh em? Xong thêm vào đó là cái khả năng hồi máu đến từ lưu sa thủ hộ. Cho nên cái tình huống vừa xong team bạn cứ tưởng là có thể kết liễu đi được mỡ nhưng không, họ không làm được. Bây giờ thì mỡ đã cầm được cho mình đó là cái áo choàng tiên tri rồi. Úi dồi ôi, tôi mà cầm được xong cái áo choàng tiên tri thì đúng là gọi là giết tôi ở trong cái cơn mơ anh em ạ. Chứ tầm này lấy cái gì ra để mà hạ gục tôi nữa. Đây, alu chơi, va chạm. Bạn quyết định va chạm ạ? Tôi tưởng bạn ngán. Úi dồi, xoay 3 cái, mất đi 1/2 cây máu. Alu lại lao vào tiếp, nhưng mà lần này alu sai rồi. Bởi vì tin Veil thì ai lại đi tin thằng chém gió. Con Veil đến làm gì có đam mà tôi lại ngại gì đam của nó. Một tình huống xoáy lốc đến từ top mỡ và sau đó lao vào với cái bão cát. Lancelot ở đây anh ta không có cho mình đó là cái kiểu trận đấu, anh ta đã phải lên bảng điểm số. Phía bên dưới mỡ đi tìm, bớ được vào pha xa, double kill. Mạng thứ 18 đến từ top mỡ. Và đây, băng trụ đi để tôi đạp cho, băng trụ đi để tôi tanh nhó. Không sao anh em ạ, khép góc. Một xoáy lốc này, hai xoáy lốc và sau đó là cái vị tướng Veil. Ôi cũng hạ được Veil anh em ạ, đèn tí nhở. Nhưng mà tôi không sao, mỡ sẽ hồi đầy máu một chút xíu, sau đó mỡ sẽ đào thoát về anh em ạ. Đèn quá, cái tình huống vừa sao không kết liễu đi được Veil. Cái game đấu này nó đang diễn ra rất một chiều. Đến từ vị trí của team mỡ khi mỡ đã có được KDA 18-01 xanh nhất ở trong cái trận đấu này. Kagura thì anh ta cũng đang đánh rất là hăng máu, anh ta kết liễu đi được Veil ở đường giữa. Và có đó mang lại rất nhiều lợi thế dành cho team mỡ với cái cơ hội được chiến thắng ở trong cái trận đấu này. Sẽ ping và lót. Đấy, trong khi đó thì mỡ sẽ đi đẩy ở đường trên. Pha xa ra, vũ hỏa thiên kích, nhưng bị mỡ lao vào với báo cát, pha xa bay màu. Quá khỏe game ạ. Ủa sao Moonton lại có thể tạo ra được một cái con đấu sĩ với cái bộ kỹ năng nhiều đam đấy là như thế này.
Đấy, mà cũng hy vọng rằng trong thời gian tới thì Kelly nó sẽ có được nhiều hơn cái cơ hội để mà đi tham gia giao tranh với cái Salandor, một đồ công nhưng mà rất nhiều là đồ thủ đến từ cái con Kelly này, và vừa xong là combo đến từ Ranger, cái công chính xác anh em ạ. Mỡ sau đó lại quay ra tiếp tục combo vào Lancelot, và đây là một tình huống lấy 3-1 anh em ạ. Granger đấu với cả Alucard, Granger Alucard với Lancelot, thậm chí là cả Vale đối đầu với cả tô mỡ. Nhưng vấn đề ở đây là chưa hạ cũng được mỡ thì hai ông kia hết máu mất rồi, hai ông kia tự toàn. Mỡ vẫn đang có được cho mình một cái lối chơi rất tự tin, bởi vì làm sao anh em, bởi vì cái chiêu cuối của mỡ nó đã hồi rồi đấy. Bây giờ thì bạn cứ dồn combo đi nhá, bắn mỡ các thứ kiểu ấy đúng không, mỡ bật chiêu cuối lưu ra thủ hộ hồi đầy máu luôn đấy, sau đó cân nhắc này mà quay trở lại, bởi vì là team bạn họ đang đánh từ trong nhà đánh ra, cái khả năng phòng thủ gọi là quá kinh khủng. Rồi ok, trong khi đó thì team mỡ đang đổ xuống với Moscow và kèm theo đó là Bruno. Lancelot thì anh ta đứng nháy đèn, trong khi đó thì mỡ ping team mỡ rằng là thôi các ông ơi, ra ăn lót để mà end game cho nhanh đi, chứ game này tôi không muốn lên bảng điểm số nữa đâu, game này lên bảng điểm số phí cái chỉ số KDA lắm. Đấy, tôi vừa mới nói xong là team tôi bay màu đó là Moscow rồi, tôi buộc phải quay ngược trở lại để dùng sát thương giúp đồng đội hạ gục đi được đó là Alucard, sau đó là cái vị tướng ui dồi ôi. Nhưng mỡ vẫn đang nhồng lên đánh như một con chó điên anh em ạ, đánh ngầu vãi. Bộ kỹ năng của cái con Kelly này cho phép cái vị tướng đồng sĩ này làm vậy, khi mà Kelly không có mana anh ta đánh cực kỳ hổ báo. Phút thứ 14 đã là 32 mạng rồi, thì bạn vẫn đang cố gắng tung ra những cái kỹ năng có thể nói là tìm cách đoạt mạng cái con Kelly này, nhưng câu trả lời là ôi dồi ôi, eo ơi khó lắm ai ơi, đoạt mạng kiểu gì, tôi lại còn vừa manh nha thấy con Lancelot nó còn đến tanh cơ anh em ạ. Ui thế thì để tôi vào càn quét team bạn nào, team bạn chống trơn chống ngoặc, họ đang ép giao tranh nhưng họ bị mất hai người double kill, sau đó là team mỡ cũng đã phải mất đi một mình Kagura. Mỡ đang có mặt ở đây một mình cân ba ơi, các ông ơi không có khống chế thì các ông đánh tôi kiểu gì, vẫn đang một mình cân ba, team mỡ mất đi ruby nhưng mỡ vẫn đang một mình cân ba. Wenger đang xấy vào mỡ với mong muốn hạ việc mỡ, nhưng mỡ quá cứng không làm gì được cả, vẫn quay ngược trở lại dồn sát thương bằng cái lốc xoáy của mình, hạ cũng đi được đó là cái vị tướng Alucard. Và cái trận đấu này ôi trời ơi, team bạn vẫn đang rất nỗ lực anh em ạ, nhưng mà chắc là với cái việc team bạn chủ động lùi là như thế này mà team mỡ cũng hết đi lính, hết đi spell, hết đi phép hỗ trợ thì chúng ta cũng cần phải lùi dần thôi anh em ạ, chờ một cái cơ hội tiếp theo để mà kết thúc cái trận đấu này. Unlock đi các ông, ra làm cái con lót để mà cho nó dễ đánh. Unlock các ông ơi, unlock Moscow ơi, unlock Bruno ơi, đánh cái trận đấu này team mình lấy unlock thế nhở. Đấy rồi, Moscow đi ra rồi anh em ạ, mà nó có lót đi ông ơi. Kết thúc game này thôi, một cái trận đấu quá dài vì KDA nó gánh team quá rồi. 23-6 anh em ạ, game này tôi không muốn ban phát cái khoản tiền của mình cho các thành viên bên phía của team bạn đâu, bởi vì bây giờ anh em nên biết tôi bị shutdown nha, thì cái con số khoảng từ 800-1000 vàng là nó quá nhiều. Trong khi đó thì Lance ở đây anh ta đang muốn đi bắt lẻ, anh ta bị đẩy ô, anh ta bị lao vào, anh ta bị tổn thương, anh ta bị dồn sát thương, và để xem Lance xử lý như nào. Đấy, từ từ để cho Irithel nó Adokomet để cho team mỡ nó nhồng lên nhá. Rồi à ok, chưa biết vào như nào anh em ạ, tôi thật với anh em luôn chưa biết game này vào như nào. Đây rồi, ui dồi ôi, tôi vừa mới bảo chưa biết game này vào thế nào thì bố Bruno bốc hơi bố nó rồi, vẫn còn mỡ ở đây, mỡ đứng ở rìa ngoài thôi, bởi vì là cái lót, bởi vì cái con bởi vì mỡ không vào được anh em ạ, chất tướng của mỡ nó không vào được, và thậm chí là team bạn nó đang đánh ngược ra, mỡ hồi máu đến từ cái lưu gia thủ hộ, nhưng khả năng hồi máu của mỡ cảm giác như là nó không bì lại được cái khả năng dồn đam đến từ vị trí của team bạn, và mỡ đã phải bày máu mất rồi. Cái game này trông thế thôi mà căng thẳng quá anh em ạ, thậm chí là team bạn còn ép ngược lại và team mỡ mất nốt cho mình đó là ruby và bị quét sạch ở trong tình huống vừa xong. Ui, game này mà thua là tấu hài thần trưởng lắm nha, KD đang 23-1 này mà thua anh em ạ. Mỡ sẽ có mặt ở đây, mỡ cần có cái chiêu cuối của mình lao vào dồn sát thương lên. Không, đó không cần là chiêu cuối cả. Pha xá bị xoáy lốc kết liễu, mỡ mang về mạng từ 24, dùng chiêu cuối bão cát sa mạc lao vào dồn sát thương, nhưng chưa ai bị lên bảng điểm số cả. Con lọ, con mùa tím này là của mỡ, Lancelot có mặt ở đây, Bruno đang đáo vị trí của Alucard, nhưng mạng là của mỡ rồi. Ở game đấu này, mạng tiếp theo rồi anh em ạ. Mạng thứ 26 dành cho tô mỡ ở trong cái trận đấu này, và với cái việc team bạn bị quét tay 4 thành viên như thế này thì tôi end thôi.
một game đấu mà cá nhân mỡ cho rằng là tưởng nó đơn giản đến từ cái con Khalid này, nhưng ai ngờ vất vả vãi nồi cơ ông ạ. Anh em thấy trận này căng thẳng không? Nếu mà có và anh em thấy sức mạnh của Khalid ổn thì đừng quên để lại cho mỡ một like, đăng ký kênh và vào game chơi thử Khalid đi nhá. Hơi bị bá đạo luôn anh em ạ.